Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Milo. Hôm nay lên sóng về giữ thưa bác 1 2 3 4 5 6 7 8 con vàng số X12 bãi xịn. X12 bãi xịn bác nhá. Hôm nay về được 8 con, rất là đẹp, rất là đẹp. Đây này, em mở dồn một con này. Còn đây là hình thức 8 con này đều là màu vàng. Đấy, đều là màu vàng. Có những con là EK850, nói chung là mấy thương hiệu. Đấy, mấy thương hiệu đi. Đây là ruột, đây em mở một con ra, còn đây là phía trong này bác này, đây là phía trong, đấy con này chạy chip giải mã AKM, thì tất cả các dòng giải mã đều là của Mỹ hết, AKM, PCM, rồi là ESS đều là của Mỹ, giải mã này của Mỹ là số 1 rồi và chip Divanox toàn bộ cũng là của Mỹ. Chip của Mỹ thì mở to nó không vỡ tiếng. Và tất cả những cái dòng mixer xịn cao cấp trên thế giới hàng trăm triệu như Ireland cũng chỉ dùng chip analog của Mỹ 375 và 480 489 thôi, cũng chưa đến dùng những con 71, chưa thấy gặp con nào cả. Đấy, đây em về được 8 con bãi xịn các bác nhé. Đấy, con này thì có cổng quang, các bác biết rồi, cổng quang, hai cổng mic đằng sau và ba cổng mic đằng trước. Đấy, rất là tiện, hai đường mic riêng biệt, hai đường mic riêng biệt và 5 cổng mic để các bác cắm và trộn, có thể ghép nhiều mic được với nhau. Đấy, X12 thì là bo chống hú rời. Đấy, còn X12 Plus thì là bo chống hú chìm. Về cơ bản nguyên lý hoạt động và sơ đồ khối đều giống nhau, chỉ thiết kế khác nhau một chút thôi. Từ X12 trở đi thì hãng phát triển con chip là 489, 21489 và có đời thì chạy giải mã PCM, có đời thì chạy giải mã AKM. Đấy, thì con này là chạy giải mã AKM hai nguồn các bác nhé, hai nguồn, con này là hai nguồn này, em không mở ra nữa. Đấy, đây này, dây nó rời ra này là hai nguồn này. Đấy, 100% tất cả các dòng X12 đều là hai nguồn. Thì con này thì cho chất lượng nhạc hay. Nếu như bình thường con X12, nếu như mà trước em từng báo các bác là ở trong cái dòng X thì ổn định nhất là dòng X10 và cho tiếng nhạc hay, nếu bạn thường thì X10 là con hay nhất. Nhưng sau khi phát hiện ở X12 ở những tính năng phát triển cao, đó là Dynamic EQ, tức là nâng nén nhạc và không bị vỡ. Đấy, còn đấy những tính năng đấy chỉ có ở trên mixer số cao cấp ấy, mixer chuyên để mix nhạc cho các ca sĩ hát ấy thì mới có tính năng đấy. Thì từ X12 trở đi thì hãng đã phát triển thêm một tính năng Dynamic EQ cho chất lượng nhạc tốt hơn. Tất nhiên là mới tìm ra được khoảng 1-2 tuần nay thôi, khoảng 3 tuần nay thì phải, 3 tuần nay thì thử nghiệm và xem những cái tính năng Dynamic EQ nó để làm gì, có biết từ lâu rồi nhưng không biết nó để làm gì, thì mới tìm ra được và thực sự là bất ngờ. Đấy, chất lượng nhạc thay đổi toàn bộ. Đây là những con vàng số các bác đáng để các bác sưu tầm và chơi. Nhưng rất tiếc là con này nó cũng chỉ giới hạn ở mức độ vang số, tức là ở nước ngoài nó gọi vang số cũng là mixer. Đấy, cũng là bàn trộn nhạc, nhưng mà cái cổng ra vào thì nó không có nhiều. Đấy, về cơ bản nguyên lý hoạt động như mixer. Con này thì các bác biết rồi, thì con này đều có cổng quang. Đấy, và X12, tất cả các dòng X12 đều có cổng rec out, cổng rec này, lever trực tiếp nó cắm ở đây. Đấy, không cần phải qua cổng, qua một cái dây lever có cái con trở cản nữa, mà cắm trực tiếp cái dây trắng như này. Đấy, dây trắng như này vào điện thoại và cái đầu vào của nó cắm luôn vào đây là có thể lever được. Đây là cái cổng mở rộng của nó. Và khi hát mà các bác bật tính năng Dynamic EQ nên là tiếng của nó thực sự là khác biệt rất là nhiều. Đấy, khi các bác mua thì em sẽ tặng khiển cho các bác nhé. Vang số có khiển thì nó dễ hơn, dễ sử dụng hơn rất nhiều cho các bác, nhất là các bác lớn tuổi thích chơi âm thanh, thích chơi đồ số. Thì khi bác mua thì em sẽ cài sẵn cho các bác là 4 chế độ, là chế độ 1 là eco ngắn. Đấy, em bật chế độ 1 này. Chế độ 1 này, eco ngắn, bác nghe tiếng mic nhé. Lên 5 6 7. Đấy, đây là em cài đã bật sẵn chế độ Dynamic EQ rồi, tiếng mic nó đầy và rất là rõ nét. Đấy, 2 nhá. Chế độ eco dài lên 5 6 7. Chế độ 3 là chế độ reverse. Chế độ 3 này bác này. Lên 5 6 7. Và chế độ 4 thì nghe nhạc. Nghe nhạc thì em để cái mic nó bằng 0 để khi đẩy giải chép lên một chút và đẩy giải bass lên một chút để nó chống ù bát và chống hú chép. Hú chép nhá. Thì con này thì thời điểm này mua rất là đắt. Rất là đắt, các bác mua em tặng khiển và dây jack đầy đủ và
và giá cụ thể là 4 triệu một con, chưa bao gồm phí ship. Đấy, các bác nào mà máu chơi thì nên e, thời điểm này thì không có hàng và rất là đắt, tiền vận chuyển nên rất là cao. Đấy, xăng thì dầu lên cao nên vận chuyển cũng lên rất là cao. Bình thường chứ một công hàng ở ở Trung Quốc về thì thường là khoảng tầm 15-20 triệu, bây giờ công lên 100 triệu, có công tiểu ngạch lên tận 400 triệu vẫn phải đưa về để phục vụ các bác. Nên thì nên chung, nên là em sẽ báo giá cụ thể cho các bác là con này là 4 triệu chưa bao gồm phí ship, 4,5 triệu là bao 4,050,000 là bao ship. Đấy, tặng khiển giấy giác đầy đủ cho các bác. Con nào zin thì em bao sẽ bao zin, mở ra kiểm tra các bác bao zin sẽ bao zin. Còn nó mới sửa chữa thì em sẽ báo là sửa chữa và bán rẻ đi cho các bác, cho nó thoải mái đôi bên. Đấy, các bác mua con nào thì em sẽ chụp rõ con đấy và gửi con đấy cho các bác. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.